Xin chào quý vị và các bạn. Sắp tới trong tháng 3 này hứa hẹn sẽ có rất nhiều những cái sự kiện liên quan đến dự án PDWork. Đặc biệt là mới đây thì anh Trịnh Văn Trình là một admin của một diễn đàn đào Pi tại Việt Nam có thông báo rằng đã có một số các cái trao đổi từ phía anh với anh Victor Nguyễn và anh Tuấn Việt Kỳ về ý nghĩa và mục đích của cái buổi tọa đàm PDWork có mời các cái chuyên gia blockchain vào tháng 3 này. Như vậy là có lẽ anh Trình và anh Victor Nguyễn cũng như là tiến sĩ Tuấn Việt Kỳ sẽ có một cái buổi nói chuyện về dự án Pi Network trong tháng 3 sắp tới, mà có lẽ cộng đồng đào Pi tại Việt Nam cũng sẽ rất là tò mò vì sao lại được có một cái sự kiện như vậy. Bởi vì từ trước đến nay các bạn biết là tiến sĩ Tuấn Việt Kỳ là một người cũng không ủng hộ với dự án Pi Network cho lắm. Tuy nhiên thì cũng không hiểu là cái buổi tọa đàm này sẽ đào sâu về cái vấn đề gì của cái dự án Pi Network với vai trò của các bên có cái nhìn khác nhau về dự án Pi Network. Một bên thì ủng hộ, thậm chí anh Victor Nguyễn đang là một người sáng lập và là có lẽ có một dự án của anh Victor Nguyễn đang tham gia cuộc thi hackathon, đó là Pi Bright. Cái dự án Pi Bright thì cũng đang có những cái có rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về cái ý nghĩa của cái dự án này với cái hệ sinh thái Pi Network. Và anh Trịnh Văn Trình thì các bạn cũng biết rằng có một giai đoạn là anh cũng có tham gia vào dự án Pi Bright với vai trò là đại sứ thương hiệu thì phải, đấy mình nhớ không nhầm như vậy. Và cái buổi tọa đàm này sẽ thời điểm nào sẽ được diễn ra thì hiện tại thì chưa nói rõ, nhưng mà tuy nhiên thì các bên cũng đang có lẽ là cũng đang thảo luận bên lề để có thể set up được một cái ngày giờ cụ thể để tiến hành cái buổi tọa đàm này gửi đến cộng đồng. Thì chúng mình cũng sẽ theo sát cái sự kiện này để gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin cập nhật mới nhất. Follow kênh chúng mình để có thể nhận được những cái thông tin mới nhất về dự án Pi Network các bạn nhé. Ok, xin chào và chúng ta cùng mong ngóng cái buổi tọa đàm này sẽ diễn ra vào thời điểm nào và nội dung nó sẽ ra sao các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.